Rồi, như vậy chúng ta làm ước chung của hai số mà ước chung đó là ước chung lớn nhất. Như vậy lúc nãy chúng ta thấy là chương trình của mình đã chạy và mình tìm được ước chung của hai số 12 và 18. Như vậy ước chung lớn nhất của nó là 6 và nó nằm ở cuối cùng. Ha, ước chung lớn nhất là nằm ở cuối cùng. Như vậy thì bây giờ chúng ta chạy ngược lại. Chúng ta chạy ngược lại. Chúng ta cho y bằng n1 và sẽ cho y lớn hơn hoặc bằng 1 và y sẽ giảm dần. Đó. Vậy thì chúng ta xuất ngược lại. Ha, chúng ta xuất ngược lại chúng ta sẽ thấy gì? 12 18. Thì chúng ta thấy là ước chung của chúng ta bắt đầu xuất lớn nhất trước 6 3 2 1. Được chưa nào? Như vậy ở chỗ này nếu như trong trường hợp mà chúng ta đã tìm thấy được một ước chung. Chúng ta tìm thấy được một ước chung thì chỗ này chúng ta sẽ thoát khỏi vòng lặp. Chúng ta thoát khỏi vòng lặp, xuất cái ước này ra và thoát khỏi vòng lặp. Đó, các bạn thoát khỏi vòng lặp. Như vậy chúng ta không cần xuất những cái ước sau nữa, bởi vì chúng ta biết đó là ước chung lớn nhất. Chúng ta lấy cái đầu tiên thôi. 12 18. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta chỉ cần lấy cái ước đầu tiên. Rồi trong trường hợp mà chúng ta sẽ nhập một số khác, các bạn sẽ xem nó là ước chung lớn nhất là mấy. Ví dụ chúng ta nhập vô là 13 và 18. Như vậy ước chung lớn nhất của hai số này là bao nhiêu? À, cái này là ước chung lớn nhất của nó là 1, bởi vì nó không có một cái ước chung nào khác cả. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta đã giải quyết xong cái bài số 7 là nhập vào hai số và xuất ra ước chung lớn nhất của hai số đó. Được chưa nào? Tương tự như vậy, các bạn có thể làm cho thầy một bài nữa là nhập vào hai số và xuất ra bội chung. Bội. Bội số chung nhỏ nhất. Bội số chung nhỏ nhất của hai số. À, các bạn thử suy nghĩ coi mình làm sao để mà nhập vào hai số và xuất ra bội số chung nhỏ nhất của hai số, tương tự như bài chúng ta đang làm. À, như vậy các bạn xem thử là chúng ta làm như thế nào, nghiên cứu thử nhé.